Mới đây, cộng đồng mạng được fan phẫn nộ trước hành động vô ý thức của tài xế xe tải. Theo đó, chiếc xe tải chở thùng đông lạnh đi từ trong ngõ ra, do thiếu quan sát và kỹ năng yếu nên tài xế đã đánh lái quá sớm, khiến thân xe va chạm với góc của bức tường và kẹt lại. Lúc này, tài xế biết sẽ xảy ra sự cố nhưng vẫn tiếp tục cho xe chạy về phía trước khi góc tường bị đổ. Thay vì dừng lại và xuống xe nhận lỗi, tài xế đã mặc kệ và vít ga bỏ chạy. Được biết, sự việc xảy ra hồi đầu tháng 8 vừa qua tại một ngõ nhỏ ngoại thành Hà Nội. Chủ nhân bức tường sau khi phát hiện ra đã trách cam và đang thông báo tìm lái xe tải gây ra sự việc để đền bù thiệt hại. Ngay lập tức, rất nhiều trang mạng về giao thông đã chia sẻ lại đoạn video giúp đỡ gia chủ. Họ hy vọng gia đình sớm tìm được tài xế xe tải trên. Đoạn video hiện vẫn thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng với hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Ai cũng bức xúc trước thái độ của tài xế, đồng thời hy vọng chủ nhân bức tường hiến đất mở rộng đường làng đường xóm. Chuyển sang những thông tin giao thông đáng chú ý trong tiểu mục giao thông số. Chiều qua 18 tháng 8, sau va chạm giữa xe 7 chỗ và ô tô tải, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận kẹt xe kéo dài. Cảnh sát đã phải tạm đóng một hướng vào để giảm ùn tắc. Vào khoảng 14 giờ ngày 18 tháng 8, ô tô 7 chỗ chạy trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận hướng về miền Tây đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn đường thuộc xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, xe va chạm với đuôi ô tô tải cùng chiều phía trước. Sau tai nạn, hai xe nằm ở làn sát lề đường. Ô tô tải bị hỏng nhẹ phần đuôi xe, xe 7 chỗ biến dạng phần đầu, nắp capo rúm gió. Sự cố rơi vào ngày cuối tuần đông xe, tuyến đường chưa có làn khẩn cấp. Dòng ô tô qua khu vực chạy chậm ở làn số 1. Sát giải phân cách, cao tốc ùn ứ gần 10 km. Cảnh sát giao thông điều tiết các xe từ miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh sang quốc lộ 1 để giảm ùn tắc. Thưa quý vị, thời gian qua, hàng loạt các dự án trọng điểm quốc gia đang bị thiếu nguồn vật liệu san lấp đắp nền đường. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nguồn cung, công suất khai thác chưa đáp ứng yêu cầu. Nếu không giải quyết kịp thời thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ về đích của các công trình này. Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đi qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã cơ bản bàn giao mặt bằng sạch, nhưng hiện dự án chậm tiến độ do thiếu vật liệu san lấp và bãi thải. Cái cơ chế của mình của Quốc hội cho phép là có hai yếu tố. Một là không thể làm thủ tục cấp phép khai thác. Hai là không phải đánh giá báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Nhưng mà nhà thầu phải có cái báo cáo tác động môi trường. Tuy nhiên có bỏ đâu mà người ta làm cái thủ tục đó. Và lúc nào dân cũng đòi hỏi là một cái giá rất cao, còn thấp là không đồng ý. Là như vậy là chúng ta không thực hiện được cái việc cưỡng chế cái đất này để giao cho dự án. Là đề nghị chính phủ là xem xét trình quốc hội ban hành cái nghị quyết cho phép các địa phương thực hiện việc thu hồi đất, lập phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo trình tự quy định của pháp luật đối luật đất đai. Nhận diện khó khăn này, các đại biểu quốc hội đặt vấn đề cần làm rõ cụ thể việc chưa có mỏ vật liệu và bãi đổ thải, đồng thời phân tích việc áp dụng cơ chế đặc thù để dự án được thực hiện. Vật liệu đất đắp và cát thì qua thực giám sát thực tế là rất nan giải, đặc biệt là cát ở chỗ vùng đồng bằng sông Cửu Long, thì đề nghị các đồng chí là báo cáo là có xử lý được không. Để xử lý dứt điểm các vướng mắc về vật liệu san lấp, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các tỉnh có nguồn vật liệu phối hợp chặt chẽ với tổ công tác liên ngành do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì để tiếp tục ra soát thực hiện việc điều phối nguồn vật liệu, đảm bảo việc cung ứng vật liệu cho các dự án. Chuyển sang phần tin nhịp kế thị trường. Sáng nay 19 tháng 8, giá vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao nhất từ trước đến nay, lên trên mốc 78 triệu đồng một lượng. Với mức giá hiện nay, người mua vàng nhẫn từ đầu năm đang lãi đậm tới hơn 15 triệu đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 77 triệu đồng một lượng mua vào và 78,4 triệu đồng lượng bán ra. Tập đoàn Doji cũng áp dụng mức 77 triệu đồng đến 78,4 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào bán ra. Bảo Tín Minh Châu và PNG lần lượt niêm yết giá 77,08 đến 78,38 triệu đồng một lượng và 77 triệu đến 78,4 triệu đồng một lượng. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá vàng nhẫn đã tăng 15,5 triệu đồng một lượng, tương đương tăng gần 25%, mức tăng vượt vàng miếng nếu so ở thời điểm hiện tại đỉnh hơn 90 triệu đồng. Khác với vàng nhẫn 4.9, giá vàng SJC sau nhiều đợt biến động mạnh bất thường hồi đầu năm đã được Ngân hàng Nhà nước can thiệp bằng các giải pháp như đấu thầu vàng, bán vàng miếng trực tiếp cho 4 ngân hàng quốc doanh và SJC. Đến thời điểm hiện tại,
giá vàng SJC đã hạ nhiệt và giao dịch ở mức ổn định trong ngưỡng điều hành của nhà quản lý. Tính từ đầu năm tới nay, giá vàng miếng mới chỉ ghi nhận mức tăng 5 triệu đồng mỗi lượng và người mua đang có lãi khoảng 4 triệu đồng, tương ứng với mức lãi dòng khiêm tốn chỉ hơn 5%. Nỗ lực của các nhà sản xuất phân phối ô tô đang giúp thị trường tiếp tục kéo dài mạch tăng trưởng về doanh số. Trong số này, chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ từ phía nhà phân phối giúp xe nhập khẩu bán chạy hơn ô tô lắp ráp trong nước. Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA công bố cho thấy, trong tháng 7 năm 2024, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 28.920 xe ô tô các loại, tăng 2.345 xe, tương đương khoảng 9% so với tháng 6 năm 2024. Trong đó, mức tăng trưởng chủ yếu tập trung ở phân khúc xe du lịch. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp, thị trường ô tô giữ được mức tăng trưởng về doanh số bán hàng. Tuy nhiên, theo thống kê, thời điểm này, người Việt mua ô tô vẫn chọn mua xe nhập khẩu nhiều hơn. Trong tổng số gần 29.000 xe ô tô của các thành viên VAMA giao đến tay khách hàng trong tháng 7 năm 2024, xe nhập khẩu chiếm tới 15.132 xe, tăng 11% so với tháng trước. Trong khi ô tô lắp ráp trong nước chỉ đạt 13.788 xe, chỉ tăng 6% so với tháng 6 năm 2024. Đây đã là tháng thứ tư liên tiếp doanh số bán xe nhập khẩu vượt ô tô lắp ráp trong nước. Nhằm chống thất thu ngân sách và nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, Tổng cục Thuế đã tăng cường ứng dụng công nghệ về thông tin, hỗ trợ người nộp thuế, tra cứu thông tin quyết toán thuế. Qua đó, người nộp thuế cần chủ động kịp thời nắm thông tin về thu nhập của chính bản thân mình để tránh bị truy thu tiền thuế. Kinh doanh bán hàng qua sàn thương mại điện tử Shopee được khoảng 2-3 năm trở lại đây. Khi được biết mình bị truy thu khoảng gần 200 triệu đồng tiền thuế, anh Dũng, một chủ shop online đã tự nguyện nộp thuế theo đúng quy định. Vì truy thu mà, nó dồn qua mấy năm trời thì nó cũng phải là nhỏ, cũng tầm gần 200 triệu. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy rằng là mình nộp thuế thì cũng có nghĩa rằng là mình cảm thấy đó là một niềm vui bởi vì mình đã đóng góp cho xã hội, cho đất nước. Qua quá trình triển khai thì đối với hoạt động thương mại điện tử là rất là khó khăn. Khó khăn thứ nhất là về cái thông tin của các cái sàn thương mại điện tử cung cấp cho cơ quan thuế là chưa đầy đủ, dẫn đến cái việc kiểm tra và rà soát đối với các cái hộ kinh doanh thương mại điện tử này rất là phức tạp, rất là khó khăn vì không đủ thông tin cũng như là cái địa chỉ kinh doanh ở trên sàn. Nhiều người nộp thuế kinh doanh trên môi trường mạng đã biết được cứ kinh doanh là phải nộp thuế. Tuy nhiên, vẫn còn không ít cá nhân kinh doanh bằng cách này hay cách khác họ trốn thuế. Do đó, cơ quan thuế đã tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan cùng nhiều giải pháp kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh thương mại điện tử nhằm chống thất thu ngân sách. Sự hỗ trợ của PA05, Sở Công an, tỉnh là tích cực, tất cả các kỳ người bán hàng livestream hoặc là bán hàng trên thương mại điện tử mà khi chúng tôi đã có cơ sở dữ liệu số liệu chính xác thì mời thì có sự hỗ trợ của công an, họ đều chấp hành, thực ra đều chấp hành đối với các cái trường hợp mà chúng tôi đã ra soát đã có số liệu cụ thể chính xác tất cả các cái hoạt động kinh doanh của họ trên cái thương mại điện tử thì đều đã chấp hành, hiện nay đều đã chấp hành. Thống kê đến hết tháng 7 năm 2024 có hơn 1,2 triệu lượt tải và cài đặt sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Số giao dịch qua ngân hàng thương mại là hơn 2 triệu giao dịch, với tổng số tiền đã nộp thành công hơn 4.600 tỷ đồng. Con số này thể hiện sự tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn của cơ quan thuế tới người nộp thuế đã mang lại hiệu quả thiết thực bằng phần mềm ứng dụng eTax Mobile. Hiện nay thì về cơ bản là cái ứng dụng eTax Mobile ngành thuế đã đáp ứng về cơ bản cái nhu cầu và cái yêu cầu tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế của cá nhân. Và chúng tôi khuyến cáo là người nộp thuế sẽ thường xuyên theo dõi mở cái ứng dụng này cũng như cập nhật các thông tin mà về đăng ký thuế khi người nộp thuế có thay đổi, ví dụ như địa chỉ rồi nơi làm việc thì cập nhật thay đổi theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế. Theo các chuyên gia, với các sắc thuế đã thực hiện theo luật quản lý thuế quy định. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khác nhau, người nộp thuế cần lưu ý, chủ động tra cứu thông tin trên cổng thông tin Tổng cục Thuế để được hướng dẫn giải đáp để tránh bị truy thu thuế.